Câu số 1 nhá. Truy động từ ở trong hoặc. Every day là dấu hiệu của hiện tại đơn. Cô giảng lại, hiện tại đơn chủng với số nhiều động từ giữ nguyên chủng với số ít động từ thêm s hoặc es vào. Ai là chủng với số nhiều, cho nên ở đây giữ nguyên động từ. Dễ thôi. Là gì? Never. Câu số 2 con nhìn cho cô. Began thôi. 7 năm cách đây 7 năm á. Cứ thế ở go là quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì xài động từ cột 2, began. Began thôi. Câu số 3 yesterday là quá khứ rồi, bây giờ có hai vế thì dịch này. Anh ấy đã đi thăm bạn anh ấy ngày hôm qua và đã tìm ra rằng anh ấy đã đi ra ngoài rồi. Vậy thì hai cái này sẽ chia quá khứ đơn cho cô. Ở đây nó có quá khứ hoàn thành rồi đây này. Đây là quá khứ hoàn thành rồi đây này. Hai cái này là quá khứ đơn cho cô, vậy là gì? Quá khứ đơn là visited là một, với lại file chuyển thành cột 2 là gì? Found. Nha, found. Con Nhi nó lại gửi hình sang hỏi cô bài đó. Câu số 4 này, sometime, nhìn sometime là biết hiện tại đơn rồi con. Hiện tại đơn con. Cô ấy thỉnh thoảng mua rau ở siêu thị ở chợ của anh ấy, ở đây sẽ là sometime. Biết sometime lại thôi. Sometime buy trong sờ vào. PC là chủng số ít. Được chưa? Yeah. Rồi, câu số 5. Trái đất xoay quanh mặt trời á. Đây là hiện tại đơn luôn vì sự thật hiển nhiên. Trái đất là chủ ngữ số ít, mover thêm sờ vào. Được chưa? Mover thêm sờ vào. Rồi xuống bài dưới chúng ta sẽ viết lại câu. Nghĩa không đổi. Tôi đã không gặp anh ấy từ năm 2001. Bây giờ con viết cho cô. Trời ơi con Nhi ấy, chuyển sang câu phủ định không biết chuyển nữa. Rồi ôi, they are going to. They are going. Con đáp lại đi, đang bận. Rồi, I haven't seen him. Con sẽ chuyển thành gì? Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là năm 2000, biết sao? Chuyển sang từ hiện tại hoàn thành, chuyển sang quá khứ đơn cho cô. The last time I saw him. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy was in 2000. Was in 2000 cho cô. Là năm 2000. Là vào năm 2000. Chấm. Rồi. Tiếp theo. Tiền cái gì? Money đã không đến 1 tháng rồi. Money đã không đến 1 tháng rồi. Vậy là 1 tháng đã trôi qua rồi mà tiền vẫn chưa có, lương vẫn chưa có. Đại loại là như thế. Nhá. It was gì? 1 tháng đã qua rồi. It was a month. 1 tháng rồi. Đã 1 tháng trôi qua rồi. Before, trước khi tiền tới. Before the money. Câu này hơi lạ lạ. Didn't arrive. Tức là bạn có muốn tham gia vào cái nhóm môi trường địa phương không? Vậy thì cái từ like nó bằng với be interested in con, dễ mà. Be interested in làm sao? In, động từ thêm in. Joining, làm chưa? Dạ rồi. Làm rồi, rồi out of, viết tiếp cho cô. Câu số 4, họ đã không sống họ không có sống ở London nữa. Vậy là đã từng sống ở London, đọc đi. Đọc đáp án đi. You two live in London. In London. Tôi luôn luôn short of time, tức là tôi luôn luôn không có đủ thời gian á. Thời gian ngắn tức là không có đủ thời gian, vậy là sao? Biết sao đây? Ô, cái bị gì vậy? Ô ngoài chuyển thành gì vậy cô? Hả? Trời ơi. Rồi, I never, ở đây sẽ sai. Tôi không bao giờ có đủ thời gian. I never have enough time. Đúng không? Enough time. Tôi không bao giờ có đủ thời gian. Rồi sao? Các bạn tiếp theo nào. Sun, above, convenient, wonderful, chọn con nào? Above, đọc là O, mấy khi là ờ. Nha, tiếp theo, chọn câu nào? Rồi, Marvel, packet, father, lastly, chọn câu B. Câu tiếp theo, study, student, studio, stupid, chọn câu nào? Study. Câu tiếp theo, traveling, later, language, traffic. Chọn later, đọc là A, mấy kia đọc là khác nha, đọc A. A, E, family, star, os, father, chọn câu nào?
Ad go. Suy nghĩ lại. Family. Family. Family star nè. Star. 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 Family. Family là chữ E A, cái chữ star là chữ A rồi nhá. Us là chữ A rồi nha. Rồi father. Father cũng là chữ A luôn. Vậy thì chúng ta chọn family nha, family. Family, family. Đó, father là chữ A. Rồi. Câu 5A. Số bài dưới condition là nhấn âm âm 2 này. Profession nhấn 2 này. Interaction là âm 3 này. Translation là âm 2 này. Vậy chọn câu nào? Chọn câu nào? Câu chờ cô xíu cũng. C. Đúng rồi, câu C là nhấn âm 3 trong khi mấy kia nhấn âm 2. Rồi câu số 7 con. Câu số 7. Chọn câu nào? Câu số 7 chọn câu nào? Câu số 7 lobby âm đầu này, weather âm đầu này, receive âm 2 này, service âm đầu này, chọn câu D. Câu số 7 D. Đúng rồi cô. Rồi tiếp theo. Tiếp theo con. Tiếp theo chọn câu nào? Entertainment, communicate, geography âm 2 này, appropriate này. Communicate âm 2 này. Entertainment coi nào. Coi entertainment. Do em. Vietnamese âm 3 này. 200 mà cô. Capital âm đầu nha. Vietnamese âm 3. Attitude âm đầu và interesting âm đầu. Vậy con khoanh cho cô B. Cô B. Tiếp tục. Tiếp tục. Tiếp tục. Đỡ máy nữa rồi. Đỡ rồi. Enjoy rồi. Rồi. Câu B. Câu 4 đấy, câu 10 con. Nốt cái này nghỉ coi, đi vào nấu thịt cho con ăn nào. Mai mà rảnh tiếp tục. Enjoy. Enjoy. Câu hai. E cô. Visit âm đầu, mặc dù động từ 2 âm tiết nhưng mà nhân âm đầu. Visit. Expect âm 2. Because âm 2. Âm 2 luôn rồi. Câu B nghe chưa? Dạ. Dạ. Mai rảnh cô nhắn cô. Sang câu số 11 con. Câu số 11. Lướt xíu đi. Hầu hết học sinh thấy rằng khóa học rất là gì? Rất là vui. À xin nó. Nguyên nghe không? Có rồi. Rồi, câu 11. Bê rồi. Sao bê được, lo lắng hả? Hầu hết học sinh thấy bài học rất là vui vẻ. Đúng hơn. Lo lắng như. Lo lắng hả? Hầu hết học sinh thấy bài học rất là. Câu A là nhiệt tình nè. Câu B là lo lắng nè. Câu C là vui. Thì phải nói bài học nó hấp dẫn chứ sao nó bài học nó lo lắng trời. Câu B có câu 12B. Môn học. Rồi, tôi học rất nhiều môn học, đúng rồi. Tiếp theo. Tôi thích tiếng Anh nhất bởi vì nó quan trọng. Ê. Đó là cách quan trọng của giao tiếp quốc tế. Câu E. Ẩn mà sao A được. Ẩn là phải danh từ số ít. Min mà có sờ đâu. À đúng rồi. Way là cái cách. An important way of international communication. Câu số 14. Cô ấy quan tâm tới việc dạy. Dạy cái gì? Bởi vì cô ấy thích làm việc với trẻ em. Dạy cái gì? Profession. Profession hả? Dạy. Cô ấy quan tâm tới việc dạy. Teaching. Communication. Bởi vì cô ấy thích làm việc với trẻ em. Câu nào đúng hơn to? Cô ấy rất là quan tâm. She is interested in teaching. Việc dạy á, bởi vì cô ấy thích làm việc với trẻ em. Cô nghĩ ở đây sẽ là work, công việc dạy học. Câu số 15. Peter không thể nói tiếng Anh được. Nói tiếng Anh là gì? Chưa biết. Rồi. Câu tiếp theo. Phát âm của anh ấy gây cho tôi rất nhiều khó khăn. Danh từ, thiếu danh từ. Difficult. Câu B, difficulty. Câu 17, hầu hết người trình diễn rất là
chuyên rất là, ở đây thiếu một tính từ con ạ. Tính từ profession là danh từ, professor là giáo sư, professional là tính từ đây này, professionally là trạng từ, cho chúng ta chọn câu B đang thiếu tính từ. Câu 18, what is it gì? Nationality, quốc tịch nha, nationality. Làm ơn hãy indicate your name, hãy chỉ ra cái tên của bạn, tuổi của bạn và gì? Tình trạng hôn nhân. Tình trạng hôn nhân là, tình trạng hôn nhân Mary. Look for work to là cộng động từ thêm in. Look for work to cộng động từ thêm in, chọn câu B. Tiếp theo, đồng ý với cái gì đó. Agree, we agree to infinity. To infinity. Câu tiếp theo, how gì? Hỏi bao xa là how far is it? Tôi đã không thích điều này ở trong thành phố đầu tiên, nhưng bây giờ tôi đã quen với việc ở đây rồi. Quen với be you to cộng động từ thêm in, hoặc là có ai cô? I am. Nhưng bây giờ câu A sao được? Got đâu được, get thì được, got đâu được. I am you to living here. Now mà thấy không? Rồi. Câu 30 rồi nghỉ. Câu 30 nghỉ. Đội nào mà chiến thắng trong trò chơi vào tuần trước là quá khứ đơn. Câu hỏi phải con did. Which team? Ở đây không cần did vì có chủ ngữ đây rồi. Vậy là which team won, động từ cột 2 vì đang có thể quá khứ. Đội nào đã thắng trò chơi vào tuần trước? Nhà đã chiến thắng vào tuần trước. Rồi, bài kia có gì mai là rảnh nhắn tin. Dạ. Cô nhắn cô từ mai 3 giờ em học bán rồi.